Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Khi ấy những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán với họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó hết tiền của thì gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những thứ đồ ăn heo, ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sỏi giày vào chân cậu, hãy bắt các con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ lại hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về nhà cha cậu, đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha con, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha, đi với bọn điếm nay trở về, thì cha lại làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng này có thể chúng ta được nghe, phải nói rằng rất nhiều lần, và hình như năm nào mình cũng được nghe cả. Bài tin mừng này có tên là gì mấy đứa nhớ không? Mấy đứa? Ít nhất là cũng rửa tội lâu năm rồi, đi lễ rồi, ở nhà nội trú bao nhiêu năm rồi, nhớ không? Bù thâu ơ. Hay không? Đi lễ thì có đi, chứ đâu có chú tâm cái gì đâu. Đôi khi vì kỷ luật, vì hoàn cảnh để đi, nhưng mà đôi khi mình không có tâm tình, mình không có để ý tới lời Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay có một cái tên rất là dễ nhớ,
Dụ ngôn. Dụ ngôn gì? Dụ ngôn người con hoang đàn, hay cũng có thể gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu. Nhưng mà ngày hôm nay Ma muốn chia sẻ với cộng đoàn không phải về người cha nhân hậu, về người con hoang đàn, nhưng Ma chia sẻ về ai? Về ai? Biết không? Về ai? Về người anh cả. Nhiều người phân tích về người cha nhân hậu, người con hoang đàn, nhưng mà hôm nay Ma cùng với cộng đoàn nhìn lại người anh cả. Phải nói rằng người anh cả này là một con người vô cảm. Anh được ở với cha. Nếu anh không đi đâu cả thì chắc chắn anh có một phần gia tài. Và khi đứa em nó đã ra đi rồi, có nghĩa là nó sẽ mất cái phần gia tài đó, và mình là người được hưởng chứ ai đâu. Nhưng không, người con cả không cảm nhận được tình thương của cha. Thì chúng ta nghe cái câu cuối mà người cha nói đó: con ơi, con ở với cha, tất cả những gì của cha là của con, mà con phải mừng bởi vì em con đã mất nay lại tìm thấy, đã chết nay sống lại. Nhưng người con cả vô cảm, không nhận ra tình thương của cha của mình. Và người con cả, chúng ta thấy nơi cái con người con cả đó mang những cái đức đặc tính là vô cảm, không có biết thương xót an mình, tự cao tự đại, nũng nịu mà không đúng chỗ. Con ở với cha bao nhiêu lâu mà cha không cho con một con bê con để ăn mừng, ganh tị hờn ghen đủ thứ trong cái con người của người anh cả. Và tâm trạng của người anh cả đó không khéo rơi vào tâm trạng của chúng ta. Chúng ta nói với Chúa: con giữ đạo nhiều lắm, ngày nào con cũng đi nhà thờ, con cũng đọc kinh, mà Chúa chẳng cho con cái gì cả, mà Chúa lại ban ơn cho những đứa khác xấu hơn con, những đứa khác tệ hơn con. Mặc dù chúng ta không nói ra, nhưng lòng chúng ta suy nghĩ như thế. Khi chúng ta hờn ghen, khi chúng ta ganh tị với người khác, chúng ta đâu có bao giờ cảm nhận rằng mình được may mắn hơn nhiều người đâu. Ma luôn luôn suy nghĩ về bản thân của mình, Ma luôn luôn suy nghĩ về cuộc đời của mình. Mình nhỏ bé, mình yếu hèn, mình chẳng làm được một cái gì cả. Sống trong cái cuộc đời này cũng chẳng có danh mà cũng chẳng có phận. Nhỏ bé, gọi là vô danh tiểu tốt. Ngày hôm qua đi lễ dỗ của cha cố thượng, có một cha mới ở xa về, thì Ma nhìn hình mà cũng không nhớ đó. Thì ngày hôm qua khi nói chuyện ra thì mới nhớ, rồi ngài mới biết rằng là ngày xưa ngài ở cái vùng này. Ngài mới hỏi cha: cha đang ở đâu vậy? Nói: dạ con đang đi giúp việc. Hỏi: giúp ở đâu? Con giúp ở Bông Mai Dương. Con không có làm gì hết đó, con đi giúp việc. Sống âm thầm nhỏ bé mà thật sự là như thế.
Nhưng mà nhìn trong cái thân phận nhỏ bé có khi là yếu hèn, có khi là tội lỗi, vô danh tiếng tốt. Nhưng mà thực sự ra mình còn may mắn hơn nhiều người lắm, bởi vì còn nhiều anh chị em đồng hành với mình, đặc biệt trong đời sống cầu nguyện. Ma rất vui khi nhiều người nói: ngày nào con cũng đọc cho cha một kinh kính mừng hết. Nghe như thế là mát lòng rồi. Không biết mấy đứa có nhớ đọc kinh cho ma hay không, mới ghê chứ. Thì đặc biệt mấy đứa nhỏ trong nhà, con anh nó cười kìa. Phục vụ nó nhưng mà nó trơ trơ ra, nó vô cảm. Đôi khi nó làm mình bực mình. Hỏi nó: con có thương ma không? Bốn đứa nào cũng nói thương hết á. Nhưng mà lâu lâu là cứ gây sự để cho ma bực mình, chơi vậy đó. Nói vậy thôi chứ con nít mà, con cái của mình mà. Rồi ma nghe được rằng là mấy đứa ở bên kia bảo rằng là ma Thịnh lớn á, là mấy đứa lớn, mấy đứa bên kia không à, mấy đứa bên đây không có la. Bất giỡn đi ha, mấy đứa ở bên đây bị la còn sám mặt luôn á chứ đùa. Sai là sửa, sai là phải nói. Nó ganh tị, nó bảo là mấy đứa bên đó mới bị la, còn mấy đứa ở nhà đây không bị la. Hỏi nó coi, sai là bị la tới hết á, chứ không có tôn ai lên hết á, đừng có lo. Sai là sửa, chứ không phải sai đó mà ngồi đó mà mấy cha mấy sơ không dám nói đâu. Đừng có tưởng đùa. Ngáp thì đậy cái miệng lại, tôi giảng dở thì dở. Ngáp thì đậy cái miệng lại, ngồi ngay trước mặt tôi mà ngáp vô cái miệng có quát đắc quát à. Làm tôi mắc cười quá, con nít mà, dễ thương lắm. Hồi nhỏ mình cũng giống như nó, đi lễ mình cũng ngáp mà mình đâu có biết đậy cái miệng mình lại đâu. Nhớ phép lịch sự, ngáp đừng để cho người ta thấy. Ngáp lấy cái tay che cái miệng lại. Hên. Chúng ta thấy đứa con cả đó ganh tị, hờn ghen, đúng không? Sa bát đúng không? À, chú ý cái bài giảng một tí. Người con cả hờn ghen với người khác, giống như mấy đứa đó ghen là mấy đứa nhỏ ở đây không bị la đó. Người con cả ganh tị, kiêu ngạo. Và rồi trở lại câu chuyện mà ma đang nói, dù nhỏ bé, dù chỉ là một người phục vụ vô danh tiểu tốt, nhưng mà ma cảm thấy Chúa thương mình nhiều quá. Chẳng bao giờ thấy biết phải hờn ghen với ai chi cho nó mệt. Chúa thương mình quá mà. Nhiều người đồng hành, nhiều người cầu nguyện với mình nên là mình thích lắm. Bệnh thì có bệnh chứ mà, người ta biết là người ta cầu nguyện cho ma mau khỏe ngay. Thì bốn đứa nhỏ nó cũng biết thương ma lắm á chứ, nói vậy thôi chứ ma cũng không dám khen. Nhưng mà có những lúc bị la thiệt, có những lúc thì rất tốt, rất nhiệt tình, mà lâu lâu dễ chứng. Con gái mà, con gái lúc nắng lúc mưa mà, đúng không mấy đứa? Trời có lúc mưa lúc nắng, con gái có lúc nắng lúc mưa mà, bình thường. Nhưng mà phải cố gắng ha. Đó, để mình thấy rằng cảm thấy Chúa thương mình nhiều quá, nên là trong đầu của ma, ma chẳng bao giờ cảm thấy phải đi ganh tị với người khác làm cái gì cả. Chúa ban cho mình nhiều ơn lắm. Rồi trong đời sống đức tin của người Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Có những người nhiệt thành nhưng mà rồi lại hờn ghen, thế này thế kia, không cảm nhận được tình thương của Chúa. Trong đời sống của chúng ta hơn nhau, đó là cảm nhận được tình thương của Chúa, để chúng ta luôn luôn thấy rằng Chúa yêu thương chúng ta. Như trong bài giảng ngày hôm qua, lễ dỗ đầu của cha Cố Thượng, cha Đa Minh có nói: thánh lễ hôm nay là thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện. Ước gì mỗi người chúng ta trong cuộc sống
luôn cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho chúng ta, để cả cuộc đời của chúng ta là một đời tạ ơn và một đời cầu nguyện.